Anh vào chưa? Anh ra rồi. Hả? Anh ra rồi á? À, cái gì? Cái gì? Anh bị lag nha. Rồi, anh bị lag rồi. Anh bị lag rồi. Anh bị lag rồi, không đổi được cơ trưởng rồi. Thôi đi. Không đổi được cơ trưởng. Anh bị lag nữa hả? Không đổi được cơ trưởng. Lag nữa. Cái thật lại phải cuối bản đồ cổng rồi. Cổng trời nào mọi người ơi, cổng trời nào. Các bạn nhảy đi, tí tớ xuống sau. À chấm đi. Ờ. Cổng trời đi. Cổng trời luôn. Nhà ma đi. Chết rồi. À bấm ngừng nghỉ cùng. Ờ ok. Thôi bên okay, bị nhiều cãi. Gì? Anh sẽ như quần đùi. Anh làm em suy nghĩ bậy à? Làm gì có suy nghĩ bậy. Thấy không, S như quần đùi mọi người. Người nói không bậy chỉ có người nghĩ mới bậy thôi. Đúng rồi. Cảm ơn Dương. Tí chơi Human Full Flat đi à. Dương dễ nha. Ok, tí nữa anh sẽ chơi Human Fight Human Full Flat. Full Flat. Đọc tên game hả? Ừ. Trời đất, hoài quỷ thân em tưởng nói cái gì. Này ý là em chê anh chứ gì. Không. Không ngờ em là con người như vậy luôn á. Đâu, em biết cái câu, câu là em. Em biết cái câu đó anh ăn cắp từ đâu không? Của ai? Anh ăn cắp từ anh coi mấy cái bộ phim mà chủ tịch nhiều quá. Anh ăn cắp câu đó luôn. Anh coi mấy cái chủ tịch luôn hả? Anh chưa coi bao giờ luôn á. Em mà không đang có chủ tịch là cái gì ấy? Ui có đi cái dưới này anh ơi. Dưới đồi chạy lên này. Mấy cái cật. Chủ tịch là chật. Alo. Chủ tịch. Làm gì cơ? Rồi anh biết rồi. À đây đây anh cái đây anh chưa xem cái này chưa xem thật. Cái gì? Là gì có chủ tịch là chủ không thủ em ý là nói là chủ tịch là là anh có được chủ tịch là cái kết hiểu không chủ tịch là cái kết à đâu mới có mò 500 mà nè đình nó đông lắm bên nhà hai lỗ ôi nó bắn cái ôi thấy S7 quá nha cái gì S7 đậu xanh S làm gì có bậy? Quá bậy. Rồi được cái mồi 500 đúng cái mồi 500 bắn luôn. Kìa sau lưng em ba mì. Ôi cái gì đây? Đâu biết mặt mà. Ôi trong đây nè mọi người ơi trong đây. Trong nhà gà. Chạy tới anh S đi. Đó nó kìa. Ơi nó chiếc à. Ui hay quá bạn ơi. Ngon. Hấp dẫn. Anh đang chạy về đây. Ôi mà. Thiệt luôn bây giờ lượm không được cái gì luôn ý. Mới thấy một béo mùi xong mất tiêu. Ui cái gì? Mày nghĩ là được. Mãi là anh em. Bắt một người anh em rồi. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Đúng. MP40 rồi đây mọi người. Mãi cũ cái. Sao cứ lỏng không được vậy ta? Bị cái gì? Lát quá. Chủ, hello. Bây giờ chủ tịch giả vờ làm băng đảng và cái kết. Lâu rồi không còn thấy chủ tịch nữa. Giờ là chỉ có là cái gì chủ tịch giả vờ làm lao công và cái kết. Được luôn hả anh? Ừ, chủ tịch giả vờ ít tủ. Cầm xuống lực bắn tỉnh veo á. Ờ, ta giả vờ gì cơ? Không, giả vờ làm tủ, làm thợ thủ công và cái kết, được không? Không được nói bậy nha, không có ai nói bậy hết. Làm thợ thủ công là phải lên Tam Đảo mà. Ừ, vậy luôn. Ồ. Tam Đảo làm gì anh? Tam Đảo. Mình chưa đi Tam Đảo bao giờ mà nghe nói Tam Đảo đến. Tam Đảo là lên đẹp lắm em ơi. Tam Đảo là Tảo Đam. Đây đấy là toàn đây đấy là toàn là cái phật gì á? Phật thủ. Phật thủ. Đúng rồi, phật thủ. Vâng. Thì ra là thế. Đúng rồi đấy. Một câu chuyện rất là ly kỳ giữa một Tam Đảo và một phụ thủ. Đúng rồi, một phụ thủ. Ê, đúng rồi. Lại đúng không? Cắn lưỡi chết luôn á. Có một bao bóng môi này. Ôi đạn tiểu gì? Ui tăng giáp này sao? Cái gì? Sao ơi? Đâu, đưa đây. Giáp này. Né ra.
Để anh tăng. Nhi ơi, máy là anh em đi cạnh anh vào, em ơi không chết đấy. Vâng. Anh bảo vệ em, yên tâm. Anh vẫn bảo vệ em như ngày nào. Nghe nói không à. Nghe nói không em à. Còn nhớ, em còn nhớ câu gì, thân anh nó lo đây với anh á. Đúng rồi. Làm gì có, nhớ, làm gì nhớ có. Đó. Em nhớ nhá. Chạy đi, thân anh nó lo. Dương ghê nhá. Ờ, Dương gì đây? Dương Y E hả? Em tên Dương Lê mà anh, đọc ra gì vậy? Không ngờ anh là con người như vậy. Vậy luôn. Em là Dương, Dương Lê là dê lương đúng không? Anh không ngờ em là dê lương luôn á. Có thấy cây pha mát hú em nha. Đây 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 à, đây, đây. Có kìa. Đây, đây. Ừ, có không? Đây. Cho em với. Cái cây ở đó người ta. Mẹ sao em thích nhặt cái khẩu đó vậy em? Ui anh ơi, có đi. Em bắn được có mỗi khẩu đó à. Ok. Thank you anh. Chết đồ em, nhá. Chết đồ. Sao em lại thích cái khẩu P90 này vậy? P90 hồi nào? M60. Trời ơi, thì kiểu mình được có mỗi khẩu đó thôi. Rồi bạc nè, chết bạc nè. Bạc chết. Ui, thấy không? Chết bạc rồi, thấy không? Biết ngay mà. Ngay đi, kêu là ấy xong rồi em mới lên. Hết đồ rồi em ơi. Ui, còn hai quả bóng kem. Còn đạn súng gì nhở? Súng dài là súng gì nhở? Súng dài. Súng trường. Súng dài là nó dài, súng ngắn thì nó như ngắn. Súng dài, súng dài thường bắn luôn. Bắn nó sẽ chậm hơn súng ngắn. Không cần gì, chả cần gì. Ô thế á, là thường thường súng dài là. Ủa cái gì đây? Súng dài bắn nhanh hơn mà. Ai dựng bom keo vậy? Bom keo của anh đấy. Nhanh hơn. Của anh đấy, vừa bị bắn đấy. Ôi dạ. Ôi anh bây giờ ghê lắm, này đàn Tiểu Liên này, nhặt đi. Mày có đúng một quả đấy thôi anh hết rồi. Gì? Vừa gặp ai hết hả? Thế chết chưa? Chào mọi người. Nhon số. Nhon số. Xã làm ly bên hô và cái kết bị hô. Anh tên là Bi, anh hay Zen, các loại anh là Bi Zen. Em tưởng là Durex chứ. Vậy luôn. Không, Durex luôn mà. Durex là bao mì hay gọi. Ôi, hay gọi nhau ấy, kiểu ai mà biết đâu anh đọc những cái tên của anh kìa. Đấy là như một thói quen ấy, thi thoảng là cứ lẫn nhầm thôi. Ai mà biết. Quán miệng rồi. Như một thói quen thôi. Đúng không? Thôi đi. Cứ chơi game mà cứ si con đái không. Ui có đứng trên này này. Mệt quá. Ok em ơi. Mệt mấy người quá. Trong nhà nhiều lỗ anh sao ơi. Ôi. Cảm ơn Phi tới nha. Nhà nhiều lỗ hả? Nhà nhiều lỗ là cái nhà 25 năm à. Đúng rồi. Ok anh thấy rồi, công nè. Đâu em ơi. Công bóc này. Cảm ơn chủ tịch nha. Ôi nó kìa, đông lắm. Ôi nó nhìn. Đợt bắn giải tới em sẽ cạo đầu ôi, anh. Cùng quen ơi. Luôn. Nóc một. Em ơi. Ôi, xong luôn. Còn một đứa dưới kìa, ôi. Lê chưa, lê chưa. Xong rồi em ơi. Hết rồi em ơi. Xong rồi. Ố con á. Xong rồi. Ui, hết hồn trong cái bờ hỗn độn đấy, vừa có chuyện gì xảy ra vậy ta? Xong rồi. Mình, anh vừa đập mình đó em. Đi hả? Nhiều máu này, ai lấy máu thì lấy đi. Vâng. Ai mất máu không? Để chích scare cho. Đây anh. Đây. Đâu rồi? Đây anh. À, đây. Đôi giày. Đây. Đó, anh đây nào em. Cái gì đấy? Đây, anh đây. Giật mày. Nó ăn trúng anh đi đúng không? Cảm ơn nhá. Đã không? Phê không? Đã phê. Quá phê, quá nguy hiểm đến từ hết cả anh. Người chứ đi nhờ. Yonaso. Hello Anonso, Anonso. Along. Xin chào mọi người nha. Tôi cô đơn. Tôi cô đơn. Tôi cô đơn quá. Sao cái tem này. Tôi cười luôn hè. Thế nơi vẫn quay. Cái tem này top 1 rồi anh ơi, chán quá.
Ui giời, top 1 mà anh ta còn chán. Ui địch kìa anh ơi. Có rồi. Cái giúp đây. Trời quá. Ôi. Cái gì ui, vậy? Ui, nói luôn. Thằng anh hết lò nhá. Ôi em bị rớt. Em mãi lành nha. Em mãi lành em. Em bóc nha, bóc nha. Ok. Hết chui nhá, quả bóc này hết chui lắm. Ôi đâu. Đông anh ơi. Bình tĩnh nhau ơi. Anh em ai đồng ý chủ tịch cạo đầu S không? Đông. Cạo được ngay. Còn à? Còn hai team công nhau anh ạ, hai team công nhau là vẫn còn một team ở dưới đấy. Team nó bị hạ bất thẳng. Bắn cào. Ôi ôi, đã biết quả bóng cao. Cành cao đúng không? Muốn bắn cào mà đâu có được. Leo. Nó đâu vậy em? Dưới này anh ơi. Ui kinh thế. Ui anh ơi, từ anh ơi. Xong, em còn 8 máu. Anh ơi, một team đang chạy lên. Thế rồi. Ui nhập súng okay, ạ. Xem có vọng tiếng răng gao bạc cô. Xem có vọng tiếng. Chết rồi em ơi. Hay quá anh Huy ơi. Rồi xong rồi. Chết rồi em ơi. Còn team nào nữa không? Hết rồi anh ơi, hết rồi. 3 team luôn đấy. 3 team công mình luôn đấy. Kinh thế. Kinh nhỉ. Quá cầm lợm. Phần làm con gái chưa một lần hai like. Ơ, lại được bắn kìa. Bảo mì ơi, thế em bắn bây giờ em được cái hai like nào chưa? Sao không anh? Vậy luôn. Trời ơi, đầy luôn ấy. Chung em bị rớt thấy mấy lần rồi nè. Thôi, đúng không? Là clear tay mình luôn đúng không? Ui, hai lai nhá, một mình cân 4 luôn, gánh team mày lại cứu trời, anh mà, kinh lắm. Để cứu bộ lô, để tóc váy. Để tóc váy các kiểu luôn mà. Có luôn. Ờ, tóc váy luôn đấy. Bên chỗ em có người này. Đâu okay. Em ơi. Đấy, đối diện đấy, thấy chưa, thấy nó đang bắn chưa, bùng bình 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 chưa. Kìa, em thấy rồi, cửa sổ nè. Gục một rồi anh ơi. Ôi, còn dưới nữa rồi. Đông nha, từ từ. Gục nữa rồi anh, gục nữa rồi, gục 2 rồi. Lên em ơi. Nó chạy kìa. Trời ơi, đang bắn dự bông keo. Ui, đứng giữa đường luôn kìa anh. Ui, giật mình. Ôi kìa, nó chạy ra kìa. Rồi, ai đã biết ra rồi, chắc chắn rồi. Ui, giao bạc, nóc kìa anh ơi. Chả của mình nha. Lìa rồi. Chả của mình nha. Ok, lìa. Tất đây. Lo cho các bạn. Lia hết trơn luôn. Buồn quá. Trời. Trời, hú hồn chim én à. Mét tí gục rồi. Hú hồn cái mạng còn nguyên. Tí thì gặp bỏ mạng lại. Nguy hiểm vãi chưởng. Ngốc nghếch. Quay lại không có ấy à, rồi. Con mau được phát phía dưới kìa. Ừ đúng rồi, nhớ ông mày tóc bay đúng không? Nghe thính kìa. Đi, sao lại nhớ mi tóc váy? Không, mi tóc váy của Polo. Trời, mọi người nhớ kìa, mọi người nhớ kìa. Trời, lát em làm clip. Nghe nói không à? Lát làm clip. Lao đầu xuống, ăn thính đi. Có thằng máu nào ăn thính đâu rồi? Ra đây. Ra đây đi, mình đừng sợ. Anh dưới đây có một cái mìn là có địch gần đây đấy. Đứng trên này thấy mìn sáng luôn mà. Ui, anh bị bắn cái gì kìa? Ôi, mày bắn gì đó? Bắn được mìn à? Bắn được mà. Xa quá anh, xa quá nó không bắt sóng đấy. Anh bị kiếm highlight rồi. Ui, đã còn có hai đố à? Hello, cả nhà, chào mọi người nha. Anh mới thấy một thằng chạy đâu đây mà ta. Kỳ cục kẹo thiệt. Đâu vậy ta? Anh Bi mới chém hả anh Bi? Em chém, em bạc chém đấy. Okay. Em Bi ơi, đưa em nệt cho anh cái này. Đấy, đưa em nệt. Nó đâu rồi? Đâu ra? Đâu ra? Ra đâu? Anh lăng máu vậy? Đâu, có gì đâu. Không có gì cả. Anh lăng máu. Có gì có ai bắn máu đâu. Đó. Đâu, ai bắn đâu. Đâu có ai bắn đâu. Hai người bắn nhau vậy?
Từ từ mọi người không bắn địch nha. Gì? Lấy chảo qua chém mày. Ok, không bắn đúng không? Ok. Đúng rồi, không bắn. Bắn đi thôi. Rút nè. Không bắn thì đi tìm đó, xem địch ở đâu đó. Địch ơi. Địch ơi, đâu rồi? Địch ơi. Địch một lần thôi chứ địch. Ôi. Gì đấy? Nè. Biết sai chứ. Mà sai. Địch đâu ta? Sai thử. Địch đâu rồi? Địch ơi. Lo cho mọi người nha. Địch đâu? Đâu nhỉ? Địch đâu? Ra đây đi. Các cậu ấy trốn rồi. Donate làm sao vậy mọi người hả? Vào link donate ở phía trên góc trái màn hình. Ờ, không biết nhờ. À dưới đây. Ok, kìa, có tiếng rồi, có tiếng rồi kìa. Ui phóng lựu luôn á. Ui phóng lựu. Ui nó chạy lên rồi, nó chạy lên rồi. Ê kêu nó, kêu nó. Bắn, ra bạc. Ôi, ôi. Bạc như đang gạ. Bà có kim dược thuộc đâu? Đây rồi. Không đâu. Ôi, đùa nhau thế nào vậy? Bà gạ. Để một thằng nó cân tem luôn. Một mình cậu ấy hốt luôn 2 kill. Ủa? Anh bị rớt chết rồi hả? Anh chết rồi. Ôi, em mới nóc xong rồi vậy. Anh đi lao vào đập cái chảo đầu. Ừ, em cũng đang gạ đập đây mà. Thôi đi trước đây, đi lên bò trước đây, đập nó đi, chém nó. Rồi, ok. Chém nó. Nó có chịu chém không rồi rồi nó đòi. Chém đi cậu ơi. Chém đi. Chém cậu ơi. Cậu ơi. Bỏ súng xuống cậu ơi. Trời ơi, nó bơm keo mà nó chết, nó sợ mình bắn nó kìa. Cho nó bắn đi. Ui, cậu ấy chạy kìa. Trả giá. Trả giá. Ôi, 21 máu. Trả mãi anh đi đây. Cái hồi nó quay lại nó cho một cái quả bóng rồi, rồi chết hết tim nha. Ừ, cũng có thể đấy. Nó đang dụ mình xong cái hồi nó gần lại. Bom kìa, bom quả hết. Ai đặt mình đó. Ui, xanh lé kìa. Ui kìa. À, mình tin mình đấy. Kệ đi. Ôi. Nguy quá em nghi, nó thấy chột đám bu lại xong mà nó phóng lũ á. Nó có chịu chém mình đâu kìa. Nó chịu chém mình đâu. Ôi chết luôn kìa, chết vì mình quá luôn kìa. Ngon. Ok. Top 1. Trời ơi. Kinh không? Kinh chưa? Quá kinh khủng. Ui mình kìa. Ui xanh lẹt kìa. Ôi anh lặt nhặn chi bao nhiêu dữ vậy.